Việc các bạn hơn người ở chỗ là các bạn giỏi lắm. Một cái đầu của các bạn đó, một cái đầu của mình đó, coi như là một cái đầu của bạn gấp hai đầu người bình thường. Bởi vì sao? Mấy bạn có hai thứ. Đúng. Dạ. Trời, đúng không? Giữ tay đâu. Đó. Yeah. Yeah. Trên cái những cái video mà tôi coi thường xuyên, mà lúc trước vui lắm nha, dì Hai á mỗi ngày cung cấp mấy cái chai nước mát cho vô uống nhờ vậy mà cái da nó rất là đẹp. Lâu lắm. Nhưng mà một thời gian sau thì đã dặn dì Hai bớt đường xíu. Chứ không diễn trơn á. Lại gì vậy trời? Hả, đi về. Có níu lại đi làm bộ níu lại đi, làm bộ níu lại đi. Họ diễn lại mấy bài diễn gì kỳ cục quá. Giờ làm lại nè. Ok. Nha. Nói đi. Ê, đang làm gì vậy? Có cho tôi vô được không? Dạ. Trời đất, coi y chang làm lại cái nữa coi nè. Ủa là mình diễn tới tối luôn không hay là? Cái này cũng như đạo diễn ta kêu cắt, hiểu không? Ok. Làm lại nè. Cắt luôn mình, cắt luôn á. Em ơi, mình đề chứ. Ê, đang làm gì vậy? Nói chuyện với em nè. Vậy hả, cho ké được không? Dạ được. Không, hồi nãy nói không mà. Sai đất co rồi, chứ đạo diễn người ta la đó. Em thay hai cái áo ướt nhẹp vậy đó hả? Làm lại nè. Một lần cuối nha. Lần cuối đi. Không, nhớ cái khúc kia nè. Ủa gì kỳ dạ đó, hiểu không? Ủa, đang làm gì vậy? Cho tôi ké được không? Làm gì vậy? À, thì đi qua đi về thôi, chứ có gì trơn. Thôi về, đi ra. Không có, khúc này phải điếu lại. Nó mới chơi, trời bà diễn hoài tôi mệt. Anh sao có biết đâu. Trời chết rồi. Làm lại nha. Ê, đang làm gì vậy? Trời ơi, la gớt một bd đấy ra ngoài. Gớt da lụm bỏ vô rồi sao? Hả, gì? Thôi, mất thời gian của chúng ta. À, vậy hả? Đây. Họ luôn thiệt á. Đẹp quá. Quá đẹp, dễ thương mới trời. Đây, luôn nha. Mọi người xem MV. À, bà Vân là đầu tiên cho phép tôi sao? Quên rồi. Chị buồn. Để đầu tiên xin cho dì Hai. À, dạ là để đầu tiên cho phép tôi gửi đến bà con cô bác trên YouTube. Quá trời không biết thằng nào là con nào hết trơn á. Dạ. Dạ, chúng tôi đang đứng đây nè. Ngưỡng mộ quá em ơi, đẹp quá trời luôn gì nó. Đẹp quá à. Đẹp quá. Nhai em đi. Ê nó chửi rồi. Nó nói ê dì Hai em đây. Em nói là nhai em đi. À, nhai em đi hả? Hết rồi gì? Chết cha. Đây mọi người ơi, mọi người coi MV của anh Quách Tuấn Du. Quách Tuấn Du đúng không anh? Quách Tuấn Du. Ờ, vừa nói chung với em hứa. Em đôi giùm dì Hai mà em quán đó. Nói chứ mọi người thương anh ca sĩ trẻ. Anh ca sĩ gì trẻ? Hát lâu năm rồi, tên lớn lắm, không có trẻ đâu bà nội. Mà anh vẫn trẻ, anh nhỏ con anh trẻ mà mẹ. Là ca sĩ trẻ về ngoại hình. Đúng rồi, đúng rồi. Có dì Hai là lớn. Đó, trẻ về ngoại hình. Dì Hai là lớn tuổi. Ý nó nói tôi già đó mấy má. Ý nó nói tôi giống quỷ đó. Già rồi giống quỷ đó. Nói chứ mọi người xem MV của anh Quách Tuấn Du thì mọi người nhớ ủng hộ ảnh nha. Chị Thảo kìa, chị Thảo. Phan đợi chút tiếp chị Thảo cho đi chơi nè. Trời dễ thương á. Chị chị tên gì? Vô đây luôn. Đó, đó có vô chơi đi, vô đây. Chị em vui mà, thấy không? Vui vẻ đó. Ủa Tiết đâu rồi? Vui vẻ. Tiết à, Tiết.
Tiết. Tiết ơi. Tiết. Mày đâu rồi Tiết ơi? Nó đâu rồi? Chắc chắc đi toilet rồi quá. Kìa, Minh Tiết đang chụp hình. Ồ vậy hả? Ừ. Rồi chơi đi. Anh xin cái contact của mấy anh YouTuber giùm em rồi. Một người nào đó giùm em đi. Cái này là của Vi gửi cho mọi người nha. Vi sắp làm cái ngày hội LGBT. Mọi người muốn tham gia thì contact với Vi nha. Ừ. Mình là sắp hành lý giùm Vi. Mọi người ơi, mọi người ơi, cho 5 phút quảng cáo. Trời ơi, chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đẩy cái bảng luôn. Rồi, ok. Đó, ơi cái khúc này quan trọng nha Huy nha. Cái khúc này là tươi xanh đó. Ừ. Dạ. Hôm nay là ra mắt cái MV của anh Du nhưng mà Vũ Thu Phương nổi nhất. Đúng rồi đó. Dễ sợ luôn, rõ ràng tôi mà còn em còn không lợi nữa mà chị thấy không? Không, em ngủ quên đâu có trang điểm đâu, cái mặt em bình thường mà chị. Trời vậy luôn á hả? Ờ, em ngủ vậy là vậy. Nhưng mà nãy em hát nó có lộ ra. Đúng rồi, em chơi. Em không chịu xài Hồng Vũ ha nha. Nó nghe, nó lại câu đó này là câu đó. Lại lại. Hồi nãy em hát bị lộ hàng nha, nhưng mà em không xài Hồng Vũ ha nha. Dạ thưa quý vị. Không, em không làm lỡ, tôi làm lỡ tới tôi. Có làm hoài vậy? Không có cái nữa thôi, xin lỗi chị mà. Cái khúc xấu quá. Không có xấu đâu, làm lỡ. Lại chị lời 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 chị dạ dạ. Hồi nãy em hát em bị lộ hàng á, nhưng mà em không có xài Hồng Vũ Hoa nha. Dạ thưa quý vị thân mến, nếu ai mà dùng Hồng Vũ Hoa liên lạc với chị Lâm Thanh Thảo. Dạ. Giá rẻ xài bền dạ. Ủa, hay gì được, không, được không? Được không? Được không chị? Vui quá. Nói đi. Còn ai tâm một người tiếng gì hai. Em dẻ không? Em dẻ không mà chị ơi. Nước xong gì hai. Nước xong quên rồi, lâu rồi bỏ qua. Bây giờ là mắm ruốc. Mình vô vấn đề chính là mình. Chính chính đi chị. Quảng cáo MV của anh Quách Tuấn Du. Đúng rồi. Ai chị có cảm nghĩ gì khi mà anh Quách Tuấn Du ra mắt MV là Say Mộng Tỉnh Mộng vậy? Chị nói chị vui lắm. Chị chưa có nói gì hay nói không? Ờ vậy thôi. Ngày đầu tiên khi mà anh Du ảnh có một cái dự án này là anh Du đã có liên lạc Thảo, liên lạc với Thảo để tìm một cái nhân vật nào trong hội Long Mi gì đẹp con gái tìm một cái nhân vật nào mà đóng cái vai mà cái cộng đồng chuyển giới chứ không phải là chuyển giới thì tìm một cái người mà vừa nói nghe. Bà không có giải thích thì người ta khỏi hiểu, bà giải thích là ta hiểu rồi đó. Ừ. Không, nói chung là chị Thảo tìm rất là đúng người. Đúng, đẹp quá. Không chị ơi, đẹp quá. Đẹp lắm quý vị. Con nhỏ này là con gái nha mọi người. Bé này là con gái thiệt nha, chỉ có tôi là con gái hơi lộn thôi nha. Đúng rồi, chuyện như tôi là con gái hơi lộn thôi nha, chứ nhỏ này con gái thiệt nha. Nhưng mà chú Phương là BD nha mọi người. Ê, thấy bà, không có. Không. Không có, em là bóng không lộ. Thôi đừng, không. Đừng, em đừng nói em BD. Kỳ cục quá ha. Em xém lộ thôi, giống như là đi tiệc, em mới trang điểm còn bán cái viên kiêng, em không có trang. Không có làm gì hết đúng không? Ờ, đúng không rồi, có làm. Dạ. Rồi. Dạ thưa quý vị. Ném lộ. Dạ, tiếp đi. Tiếp đi. Ai nói tới gì hay á, tới gì hay nói. Thôi tôi đâu có nói gì được nữa. Tới gì hay nói. Không, nói, không. Nói về vấn đề MV của anh Quách Tuấn Du đi gì hay. Dạ thưa quý vị. Phan. Cái một gùi gì hay bị bay nè. Chết cha, vâng ấy ấy lại. Ok gì hay. Nó bị lan cộng đồng. Dạ, 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 dạ có cộng đồng nữa. Dạ nói chung là bữa nay lợi đây. Gặp mấy bà chị vui quá. Chị Lâm Thanh Thảo hồi nào giờ biết, bả cũng biết tôi nữa, chị em chưa gặp mặt đúng không chị? Trẻ hoài luôn. Trẻ hoài người trẻ hoài trời. Câu đó thừa bé ơi. Chỉ làm thẩm mỹ chỉ trẻ là đúng rồi. Má bán mắm ruốc má mới già. Đó, cho nên là chị trẻ mãi không già quý vị. Dễ thương quá, nói chung là nghe nhiều về chị, ngưỡng mộ. Muốn có gì nhớ hú tôi nha không? Dạ mai mua mắm ruốc. 250 ký. Không có duyên, khúc này không có duyên. Hả? Em ủng hộ chị 2kg. 2kg? Qua ốc thư 376 Trần Phú nha, tiệm của V-Line. Hay quá trời. Trời ơi, quảng cáo, sạc mùi quảng cáo. Thảo mua 1kg nha mọi người. Nè, Minh Tiết rồi mẹ. Minh Tiết, vô đây nè. Dạ thưa quý vị, đây là Minh Tiết nha. Minh Tiết vô đây đi. À, đó. Tiết xin lấy cái chờ tất cả mọi người. Ủa sao cùng Nhân đi ra rồi? Vô đây vô đây nè. Vô đây nè, vô đây chị nè, vô đây. Vô đây vô vô với chị đi. Vô em đi ra đây em. Ồ đúng rồi. Ôi mưa tôi thấy gì trời. Quý vị hôm bữa hình như ai Kim Tiến đụng nhau nghịch lên nhậu bằng nhậu. Ồ thì ra lần vậy. Chung chồng luôn. Không phải. Chung chồng nào em. Ủa ghê vậy. Rồi bây giờ Minh Tiết cho ý kiến kìa. Dạ thì bữa nay rất là vui và mừng khi được nhìn thấy em gái của mình được góp mặt trong một cái MV rất là hay và rất là mới của anh Quách Tuấn Du trong MV Tỉnh Mộng Say Mộng. Nghe cái tên nghe nó rất là lạ mà nó rất là nó mộng mị lắm. Đúng. Nghe cái tên thôi là mình đã thấy rất là hấp dẫn rồi, mà muốn hướng chi là cái MV này có một cái gì đó hơi hướng rất là LGBT, hướng về cộng đồng. Một món quà đúng rồi, là một cái món quà mà anh Quách Tuấn Du muốn gửi gắm vào ca khúc này và muốn đặc biệt tặng cho tất cả các anh chị em mình trong cộng đồng LGBT. Vì sắp tới đây là chắc là năm nay là mùa năm của mấy chị em mình đó, đúng không mọi người? Dạ xin hết ạ.
Ủa vậy thôi hả? Rồi hết hết hồn nó nghe là tự nhiên kêu bà vô đứng bà làm kiển đâu được bà. Ê bà ra chớ, bà đẹp quá mà đâu được. Rồi bà tên gì, bà giới thiệu rồi lại đây bà làm gì? Hello mọi người, ừ. Tên là Khả Hân nha. Hôm nay thì Khả Hân nha, của gì? Chị Lâm Thanh Thảo anh ngủ ghê, ngủ ghê cho nhờ mời chị Lâm Thanh Thảo mời các bạn bên cộng đồng LGBT đến đây để cùng chung vui. Hân là nữ hoàng cà na nha mọi người. Nhà của Hân là chuyên cung cấp cà na. Không, phải công nhận MV của mình có tính dùng trước rồi. Đây thưa quý vị ơi, nhân vật chính đây nè. Đó, trời ơi, đây, nhân vật chính phải vô đó. Nam chánh với nữ chánh. Cảm ơn tất cả các bạn ở cộng đồng LGBT. Thật ra thì đây là tâm huyết của Du đã thực hiện cách đây 12 năm rồi. Nhưng mà lúc đó nói thật, cái tiếng mình cũng chưa có đủ lan tỏa để mà có thể là làm cho các bạn được được cưng chiều. Đúng rồi. Bây giờ 12 năm sau thì tất cả mọi người đã được một cái hình ảnh rất là đẹp, cho nên Quốc Tuấn Du cũng rất là phấn khởi khi mà thực hiện sau 12 năm sẽ có một cái MV về cái đề tài này. Mong rằng tất cả mọi người hãy share và chia sẻ mạnh tay nha. Du rất yêu các bạn. Love you. Và mọi người, mọi người ơi, nếu mà coi MV của anh Quốc Tuấn Du say mộng tỉnh mộng thì mọi người hãy nhớ đăng ký. Dạ. Mọi người hãy tỉnh giấc lại. Mọi người hãy tỉnh giấc lại nha. Đúng, hãy xem chúng em là ai. Nói chứ mọi người thương anh Quốc Tuấn Du thì mọi người hãy like và subscribe đăng ký kênh của anh Quốc Tuấn Du để mà có anh Du có thêm động lực để mà ra nhiều sản phẩm hơn nữa để mà phục vụ tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình ở xa hay ở gần nha mọi người. Ủng hộ Quốc Tuấn Du nha. Khuyến mãi gì không? Khuyến mãi một phần cái gì vậy? Không, đặc biệt là cái gì? Dưa cải gì? Cải chua. Cải chua sao? Cái gì hai quảng cáo cái vụ mà đó có lợi bả rồi vui lắm. Chua em phải ngâm 7-49 ngày. Anh phải tới mới được. Thì đó, bởi vì anh tới ủng hộ em đi, còn không anh thèm cái viên chiên, anh cứ nhắn cái tin cho em là em ship một hộp cái viên chiên đầy đủ. Sự thật cơ ngày xưa giờ á, không phải là ác cảm vì cái viên chiên. Cái viên chiên mà để ngoài đường á, Du xin lỗi, Du thương, Du mua về Du cất nhà chứ không ăn. Nhưng mà riêng về Vũ Thu Phương thì chắc chắn là trải nghiệm rồi anh ơi, ngon lắm, ngon thiệt. Sao mà để hóa chất được trong đó đúng không? Không, chọn rất là chất đúng rồi. Cái giá cái gì đúng rồi. Anh nghĩ là vậy, thì con người của chúng ta sống bằng cái tình thì chắc chắn mình làm nó bằng cái tâm. Đó. Đấy. Chứ không phải là mấy cái loại cá đâu, cá này nghe đồn cá mà cá không biết là cái gì đó tính tình là sợ lắm, đúng rồi. Cho nên là lần này chắc là tới chỗ quán Vũ Thu Phương ăn. Cảm ơn các bạn YouTube đã có mặt rất là nhiều. Dì hai nói gì vậy dì hai? Thôi tôi đâu có biết. Dì hai buồn ngủ hả? Không có, tại vì cái khúc này tự nhiên vô cái nó vô cái khúc bi á. Không phải là tại dì hai cái mông bi dày quá. Bây giờ hỏi dì hai một cái này, sẵn có YouTuber nè. Dì hai chửi nhiều quá, dì hai ra đường dì hai sợ không? Sợ quýnh chứ. Sợ dòm ngó thấy mẹ chứ. Đi bây giờ dòm trước không? Được con gái vậy nè anh. Bị gì ví dụ như chửi là làm bà già. Đó. Còn không chửi làm đàn ông tao không nhịn ra. Nhiều lúc hên xem những hên. YouTube mà dì hai chửi á thì là rất là chí lý, nhưng mà sợ bả ra đường mà bị coi như là công kích thì rất là sợ bả, thì mình cũng quen bả, mình lo cho bả dữ lắm thiệt luôn. Nói chung á là hên con gái gì nè, bình thường làm bà già rồi nóng quá đó thì tiếc à, bình thường làm không nhưng mà em góp ý gì hai cái này nha. Góp gì hai á giống như là búi đầu cao quá mình ngồi làm sao, tại cả gì hai ngồi chú lúc mà anh dùng cái hiệu diễn viên chính em không thấy diễn viên chính tới đâu á đó. Búi đầu cao. Cao quá không phải tại không phải biết sao không, tại vì mình phải làm cái phong cách của bà hai là cái gì, phong cách của thập niên là 60-70 nếu nó không có như gì thì không có ra, còn của cưng là hiện đại, của kinh tiến chiếu được khác hiểu không? Đó nó khác. Còn mà. Ừ đúng rồi, cho nên là phải gì? Nói chung là đó, hết rồi đó. Hết rồi. Đã xong luôn. Xong rồi đó. Bóp đi. Đi về. Bao nhiêu coi view? Giữ vậy hả? Bao nhiêu? Được nhiêu? Một triệu rồi. Cái gì? Một triệu. Trời ơi. Trời ơi. Thật ra cái bài mà điều con muốn nói ngày xưa Du viết cho Di Yến Quỳnh là một người chuyển giới từ Canada về. Không biết tụi em có xem cái video em học nó không á. Nhưng mà lúc đó vì cái sự ảnh hưởng của anh nó không có, cho nên là anh cũng không có giúp được cộng đồng LGBT. Cho nên là sau đó thì anh cất bài hát thì rất là lâu, mình viết bằng cái tâm mà, vì mình nghe câu chuyện của Diễn Quỳnh thì mình mới viết được. Và hôm nay hy vọng là tên tuổi của Vũ Thu Phương, Lâm Thanh Thảo, dì hai sẽ có thể nâng đỡ cho cái bài hát này, để cho bài hát này lan tỏa và những người cha, người mẹ sẽ hiểu về những đứa con mà đã từng nè, là đây bị lệch lạc. Và rồi, cái lệch lạc bây giờ đã được đứng đây đó. Thế giới công nhận và được mọi người công nhận đây là một trong những người là thông minh, là người có hai suy nghĩ.
Không, vậy ai nói là người có hai cái đầu? Hai cái đầu. Không thiệt mà. Không, có hai bộ não, nghĩa là gì? Một người bình thường đâu rồi máy nào chỉ tôi nói nè, khúc này quan trọng lắm nè. Vậy cắt ra. Đâu máy nào? Máy nào? Nói thẳng với mấy bà là một người trong cộng đồng LGBT, một cái đầu của ba cái gì? Không. Cắt. Không, từ từ. Cắt. Lại. Cắt. Lại. Xé nháp làm lại. Không có cắt hoài nha, có cái đầm mà nó cắt hoài đi. Ờ ờ. Cắt tôi cắt đứng đâu dài luôn. Giờ nói không? Nè, tôi nói cho mấy bà nghe nha. Người cộng đồng LGBT, người ta một cái đầu bằng mấy bà ba cái đầu. À, tao nói trúng rồi. Hiểu không? Cho nên đừng khi dễ người ta, nghe không? Mấy bà giờ thấy ghê lắm, năm nay năm của mấy bà đó. Hết rồi. Ở trong mấy cái tụ điểm Sài Gòn, đây chị Khánh Ngọc rồi này kia kia nọ cũng hát chung cũng vui. Sau thời gian đó dạ sân khấu Sài Gòn làm như nó chết mẹ anh hết trơn này. Dạ. Tại vì ra đơn giản thôi, game show truyền hình nhiều quá, ai cũng đu coi truyền hình cho nên sân khấu mình không ai coi. Nhưng mà không sao, ở đâu cũng được. Giờ có cái vụ YouTube cũng đỡ, ca sĩ mình đỡ nha quý vị ha. Cho nên thôi hy vọng lần này, nói chung là Quách Tuấn Du ai cũng biết rồi, những bài hát của anh ai cũng biết rồi. Và đặc biệt cái bài hát lần này nó ý nghĩa hơn nữa là dành tặng cho các bạn đọc cộng đồng LGBT. Giống như Du nói nãy đó, mấy bài LGBT bây giờ được cưng dữ lắm. Lên YouTube một cái là Vũ Thu Phương, cái Duyên Chiên, các thi, Tây thi các kiểu tùm lum hết. Nhưng nhờ như vậy mà mọi người mới có một cái niềm vui. Và đặc biệt là quý vị biết cộng đồng LGBT của các bạn rất là khó khăn. Không phải ai cũng giàu đâu quý vị, không phải ai cũng sống trong nhung lụa đâu. Dạ. Nhưng mà đặc biệt các bạn hơn người ở chỗ là các bạn giỏi lắm. Một cái đầu của các bạn đó, một cái đầu của mình đó, coi như là một cái đầu của bạn gấp hai đầu người bình thường. Bởi vì sao? Mấy bà có hai thứ. Đúng. Dạ. Trời, đúng không? Giữ tay đâu. Đó. Yeah, yeah. Dạ, em nói không có nghĩa là em đang tân bốc hay là tung hôn gì đó. Nhưng mà thật sự là vậy nè quý vị. Thôi nhờ vậy đi, trời cũng thương ha. Cho nên cho coi như là mấy bà giờ được mọi người yêu thương, ủng hộ. Chứ giờ nói thiệt, thí dụ như mấy bà như vậy đó, rồi cái làm gì giờ? Ví dụ những người mà có được cái cơ sở làm ăn như chị Lâm Thanh Thảo, mình không nói. Có rất nhiều các chị em khổ lắm quý vị, đặc biệt là các chị em đi hát lô tô mà ở các vùng quê, vùng tỉnh, quý vị chưa thấy đâu. Bản thân tôi hay là anh Du là những người được mời xuống với vai trò là một người nghệ sĩ. Nhưng các bạn có biết là mấy bả đó tối hát xong buông hết son phấn rồi là ngủ dưới gầm sân khấu, mưa gió mũi mồng rất là cực khổ. Cho nên nhiều khi mấy bà giờ được mọi người yêu thương, được mọi người hưởng ứng ủng hộ và gọi là cho mấy bà được cái động lực để mấy bà lên tinh thần, mấy bà làm, mấy bà đóng góp cho xã hội mình. Cho nói cái em nói tới đây anh mới nhớ, thật sự đó là trời đã bù đắp rồi cho các bạn ấy. Các bạn ấy ngày xưa thì người ta nghĩ là tật nguyền, nhưng mà bây giờ là một cái điều nói tật nguyền chửi chết mày anh. Ta hồi xưa anh cái đó hồi nghe không phải dùng từ bị mà là được. Yeah. Mấy bạn phải. Okay. Rồi thứ hai đó là anh Du đã từng hát những cái sân khấu lô tô. Thương nhất đó là mỗi khi mà kết thúc cái chương trình đó, đến tiền lẻ trả cho nghệ sĩ, những lúc đó anh không muốn lấy nhưng mà anh chỉ muốn đến gọi là giúp cho họ có tinh thần thêm. Lúc đó là anh đã từng chứng kiến những cái lúc mà ngồi đếm tiền lẻ mà bán mấy cái tờ vé số lô tô. Dạ, thưa quý vị, đó. Còn rất nhiều thì những trường hợp. Dạ. À, nếu mà kể ra mà nói thì nó dài dòng lắm. Nhưng ngày hôm nay, một sản phẩm trước tiên là Quách Tuấn Du muốn gửi đến cho bà con, cô bác bình thường. Và đặc biệt là những người ở cộng đồng LGBT nói lên tiếng lòng về tình yêu. Đó là một câu chuyện đẹp mà anh Quách Tuấn Du muốn mang đến cho quý vị như một cái động lực chia sẻ với mọi người rằng là các bạn yên tâm, các bạn vẫn là một trong những gọi là trai gái bê đê ô môi bốn thứ giờ có đủ, không có phân biệt vụ đó nữa ha. Đừng phân biệt với bà điên với bà chửi chết. Dạ, đặc biệt là tôi, ai biết về tôi thấy tôi chửi dữ lắm.
binh mấy bà dữ lắm. Và cảm ơn anh đã có tiếng nói cũng như là sản phẩm gửi đến cho cộng đồng, và đặc biệt là đến đây ngày hôm nay. Chúc mừng anh một sản phẩm, và sẽ mong rằng sản phẩm này cực kỳ thành công. Và chị Thảo thì chị nói triệu view nhưng mà em không dám, tại vì cái gì cũng vậy nó còn hên xui. Đúng rồi. Vậy phải không? Yeah. Và coi không coi là quyền của ông ta, cho nên là thôi thành công hết mức có thể thôi. Thật ra anh cũng đã từng có những sản phẩm mấy chục triệu view rồi, cho nên yeah. không có tham lam. Yeah. Cái việc anh làm anh chỉ mong muốn là ai vô tình xem cảm mến thích là mình dạ, đúng rồi. Cái công sức mình bỏ ra cái đúng mình rồi. Nó xứng đáng rồi. Bởi vì mình đã từng trải qua có những sản phẩm Bolero remix mấy chục triệu view, rồi những cái bài hát lẻ của mình mười mấy 20 triệu view là cái chuyện rất bình thường. Đúng cho rồi. Nên anh không đặt nặng ở vấn đề này, quan trọng là bao nhiêu người xem và những người đó là những người nói chung đã từng chia sẻ. Đúng rồi, đang có nhiều thì ăn nhiều, có ít ăn ít, và không có hơi buồn phải không? Tôi biết biết chắc luôn. Thôi giờ già nói nhiều nói hay nói hỏi đâm ra thành dở. Hát một bài thiệt không? Kỳ quá. Nhạc dương ca hay lắm mọi người cùng vỗ tay để không có gì biết. Thôi giờ giữa cái không gian nó sang trọng thế này, một bà già bận áo dài hát kỳ không? Không sao. Được phải không? Mình là hát người nha. Việt Nam mà em hát chung đi cho kính lão đất thọ. Ui, không có đâu, người nói vậy vui chủ gió đó. Giỡn hoài. Cái này chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa thôi. Nhân dân giờ thật em đẹp trai lắm đó thiệt. Đã bữa nào thử vô Facebook em tìm thử đi. Dạ, hát chung nha. Rồi, okay. Rồi, và thưa quý vị, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. À, mời anh về thăm với em. Lắng động chút xíu đi bà nội ơi, cái ồn ào hoài mệt lắm. Hello. Cùng về ở chơi với Dung lâu lâu xíu nha. Mình cũng khó khăn lắm mới tổ chức được buổi tiệc này. Mọi người chúng ta cùng hát enjoy, đây là một buổi bạc thi chứ không phải là một buổi họp báo nữa. Cho nên là cảm ơn tiếng hát của dì hai đã đóng góp cho ngày hôm nay. Tính ra đó là này khôn thấy mẹ hát mình mệt kêu ta lên hát phụ đúng không? Thì nó khác chứ người ta phải rồi. Khoan chia sẻ chút xíu, cái con bé hồi nãy đó nói thiệt với anh luôn nha, ngồi phía sau bả giờ ngược lại tôi thì trời ơi nhỏ đẹp gái đâu mà đẹp quá. Nói thiệt con gái ơi, hãnh diện đi nghe. Gái thiệt đó trời. Thì là nói gái thiệt chứ tao nói gì đâu. Nói gái thiệt, con hãnh diện đi. Chị em đồng trang lứa như con là người đẹp nhất. Yeah. Nãy giờ giận bỏ về mà mới đang nghĩ lại, tại vì giỡn nhiều quá chứ mình gái thiệt là gia đình cũng hơi lo. Đau nãy giờ em sợ. Không có gì hết trơn á, và đặc biệt là phải cảm ơn cái người đã sanh mình ra lần nữa. Và đặc biệt là cảm ơn cái người mà đã tạo cái cầu nối cho con để con có được cái hình hài đẹp vậy. Má nói thiệt, con gái thiệt á, không, con gái còn không bằng con nữa. Con gái mà con đẹp hơn con gái luôn, con tin không? Nói vậy đi, thấy không? Đó, chứ còn thì khen là phải khen cho nó đàng hoàng. Còn má nói thiệt, hãnh diện đi con. Những người hiện tại đang nổi tiếng má nói ai nha, thua con, thiệt. Quá. Mới nha mấy mẹ, cảm ơn nhiều.